Sáng nay, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã cập nhật tình hình áp thấp nhiệt đới đang ở khu vực Bắc và giữa Biển Đông. Theo cập nhật, áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão trong 24 giờ tới. Vào rạng sáng nay 20 tháng 7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở trên vùng biển phía đông của khu vực Bắc và giữa Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 5 đến 10 km/h. Các chuyên gia khí tượng nhận định, trong những giờ tới, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 km/h và có khả năng mạnh lên thành bão trong hôm nay. Do tác động của áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh lên thành bão, vùng biển phía đông của khu vực Bắc và giữa Biển Đông có mưa rào và dông mạnh, gió mạnh cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 10, biển động rất mạnh, sóng biển cao 2-4 mét. Các chuyên gia cũng cho biết, do tác động của áp thấp nhiệt đới, bão, nên khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ xuất hiện mưa liên tiếp, cục bộ có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến 40-100mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Ở Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Đêm nay và ngày 21 tháng 7, khu vực Tây Bắc, Việt Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, khu vực Trung Bộ, cục bộ có nơi mưa to. Cơ quan khí tượng tiếp tục đưa ra cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp đô thị. Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM cho biết sở này sẽ công bố chỉ tiêu tuyển sinh bổ sung vào lớp 10 các trường trung học phổ thông công lập. Việc công bố sẽ được thông báo vào ngày mai 21 tháng 7. Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM nhấn mạnh, tiêu chí xét tuyển bổ sung lớp 10 chỉ dành cho những em đã rớt cả 3 nguyện vọng lớp 10 và có điểm chuẩn cao hơn hoặc bằng nguyện vọng 3 của trường đang thiếu chỉ tiêu. Một số em nếu đã nộp hồ sơ nhập học tại các trường nghề hay trung tâm giáo dục thường xuyên, nếu đậu bổ sung vẫn được rút hồ sơ để nhập học vào các trường công lập đã trúng tuyển. Mỗi học sinh chỉ được đăng ký tuyển sinh bổ sung vào một trường trung học phổ thông công lập chưa tuyển sinh đủ chỉ tiêu được giao và không được thay đổi trường khi đã nộp hồ sơ đăng ký tuyển sinh bổ sung. Học sinh có nguyện vọng tuyển sinh bổ sung nộp hồ sơ trực tiếp tại trường trung học phổ thông. Thời gian đăng ký xét tuyển từ ngày 22 tháng 7 đến 27 tháng 7, công bố kết quả vào ngày 6 tháng 8. Dự kiến trong ngày mai 21 tháng 7, chỉ tiêu bổ sung vào lớp 10 các trường trung học phổ thông sẽ được thông báo chi tiết. Ngày 19 tháng 7, đoàn công tác Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 đến kiểm tra thực hiện dự án giả phá bom mìn, vật liệu nổ, phục vụ công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại Hà Giang. Dự án giả phá bom mìn vật nổ phục vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2 trên tuyến biên giới tỉnh Hà Giang được triển khai từ ngày 1 tháng 3 năm 2023. Trong đó có 5 đơn vị được Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ tham gia thi công dự án với trên 500 cán bộ chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ giả phá 1.500 ha đất tại 3 xã là Minh Tân, Tả Ván và Nghĩa Thuận của hai huyện Vị Xuyên và Quản Bạ. Tiến độ thi công giải phóng đất bị ô nhiễm đạt hơn 1.400 ha, đạt 95% dự án. Đây là dự án có ý nghĩa sâu sắc to lớn về chính trị xã hội. Vì vậy cần tiếp tục triển khai các giải pháp bảo đảm dự án về đích đúng tiến độ. Nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, đoàn công tác đã đến thăm hỏi, tặng quà cho 40 gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn huyện Vị Xuyên và thành phố Hà Giang. Kể từ ngày 16 tháng 9 tới đây, nhà mạng sẽ ngừng cung cấp dịch vụ cho các thuê bao 2G. Đây là pha đầu tiên trong lộ trình tắt sóng 2G vào năm 2026. Tắt sóng công nghệ cũ để tối ưu hóa vận hành và dành nguồn lực bằng tần số vô tuyến điện cho công nghệ mới, đáp ứng mục tiêu phát triển của nhà mạng và quốc gia. Theo lộ trình Bộ Thông tin và Truyền thông đề ra, đến ngày 15 tháng 9 năm 2024 phải hoàn thành việc dừng công nghệ 2G. Đây là thời điểm hết hạn giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông di động và giấy phép băng tần số vô tuyến điện, phù hợp với định hướng quy hoạch tần số vô tuyến điện. Để thực hiện chủ trương tắt sóng 2G, Bộ đã chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông thực hiện các giải pháp như truyền thông tới từng thuê bao, hỗ trợ thiết bị đầu cuối cho người dùng, đặc biệt là người dùng yếu thế như người già, người có thu nhập thấp, người ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Về phía nhà mạng Vinaphone thì chúng tôi cũng đã triển khai đồng bộ rất là nhiều biện pháp. Trước hết từ về công tác đầu tư cho mạng lưới thì VNPT, Vinaphone, rồi tổng ty hạ tầng mạng cũng đang triển khai những kế hoạch đầu tư để chúng tôi bổ sung ngay những cái trạm 4G. Và theo mục tiêu là chúng tôi sẽ trang bị khoảng 55.000 trạm 4G trên toàn quốc để chúng tôi đảm bảo cái vùng phủ sóng nó cũng không kém so với là cái vùng khi có 2G. Còn về mặt chính sách thì Vinaphone cũng đã ban hành rất nhiều chính sách, đưa ra những gói cước ưu đãi về data, rồi những cái hỗ trợ về đầu cuối. Hiện nay Vinaphone cũng đã chuẩn bị một cái lượng đầu cuối, kể cả feature phone, kể cả smartphone để cung cấp cho khách hàng.
Theo thống kê từ Cục Viễn thông, tính đến thời điểm tháng 5 năm 2024, số thuê bao 2G only còn hơn 11 triệu thuê bao, chiếm tỷ lệ khoảng 9% tổng số thuê bao di động trên toàn quốc. Hiện nay, theo kế hoạch thực hiện lộ trình dừng công nghệ 2G, các doanh nghiệp di động đã báo cáo dự kiến số thuê bao 2G only đến tháng 9 năm 2024 giảm về 0 hoặc còn số lượng chiếm dưới 5% tổng số thuê bao di động của doanh nghiệp. Để thúc đẩy quá trình tắt sóng, Bộ đang xây dựng nghị định hướng dẫn luật viễn thông để triển khai việc hỗ trợ qua Quỹ Viễn thông Công ích. Bộ Thông tin Truyền thông đang chỉ đạo các cái đơn vị chức năng xây dựng cái nghị định để triển khai cái Quỹ Viễn thông Công ích. Và cái nghị Quỹ Viễn thông Công ích thì khi ra đời thì không chỉ có phục vụ cho cái mục tiêu là dừng công nghệ mà còn là mục tiêu lớn hơn, đó là triển khai hỗ trợ các nhà mạng là triển khai các cái hạ tầng các cái công nghệ 4G tại các cái khu vực khó khăn, vùng sâu vùng xa, cũng như là hỗ trợ người sử dụng chuyển đổi sang cái smartphone, điện thoại thông minh. Về lo ngại lộ trình chuyển đổi này có thể bị nghẽn khi khách hàng giao dịch vào ngày cuối, các nhà mạng cũng cam kết sẽ không xảy ra tình trạng này, do các nhà mạng này sẽ triển khai tiếp cận chuyển đổi từ nhiều kênh, người dân chỉ cần đổi điện thoại, thay SIM là có thể chuyển đổi. Văn phòng Chính phủ vừa có công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái về việc nghiên cứu kiến nghị về việc thành lập sàn giao dịch xăng dầu. Phó Thủ tướng cho rằng việc thành lập sàn kinh doanh xăng dầu có thể mang lại nhiều lợi ích cho Việt Nam. Khi sàn kinh doanh xăng dầu được vận hành sẽ công khai thông tin về giá cả, khối lượng giao dịch, từ đó giảm thiểu khả năng thao túng giá, tạo cơ chế định giá linh hoạt, nhanh chóng và cải thiện quá trình phân phối, lưu thông xăng dầu. Đặc biệt trong bối cảnh thị trường xăng dầu hiện nay vẫn còn độc quyền nhà nước, nhưng về cơ bản có cả tư nhân tham gia bán lẻ nên vẫn có thể lập sàn được. Ngoài ra trong nghị định mới về kinh doanh xăng dầu đã cho phép một số doanh nghiệp bán lẻ có thể mua được hàng từ nhiều đầu mối, thì quy định đó đã tạo tiền đề cho việc lập sàn. Từ đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái giao Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với các bộ cơ quan liên quan rà soát, nghiên cứu thông tin, kiến nghị về việc thành lập sàn giao dịch xăng dầu. Mục đích tăng tính công khai, minh bạch, khắc phục những bất ổn của thị trường xăng dầu thời gian qua. Trên cơ sở đó có giải pháp triển khai phù hợp theo thẩm quyền và quy định của pháp luật. Trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 7 này. Cục Hàng không Việt Nam cho biết 6 tháng đầu năm 2024, tổng sản lượng hành khách thông qua các cảng hàng không đạt hơn 54 triệu khách, bằng 97% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong tổng số hơn 54 triệu hành khách thông qua các cảng hàng không trong 6 tháng vừa qua, thị trường nội địa vận chuyển hơn 17 triệu khách nội địa, bằng 82% so với cùng kỳ năm 2023. Nếu như thị trường nội địa giảm sút về sản lượng, thì thị trường quốc tế lại là điểm sáng nổi bật trong kết quả vận tải hàng không 6 tháng đầu năm nay, với hơn 20 triệu khách quốc tế, tăng 38% so với cùng kỳ năm 2023. Sản lượng hàng hóa thông qua cảng hàng không 6 tháng đầu năm đạt hơn 721.000 tấn, tăng 26% so với cùng kỳ năm ngoái. Cũng theo Cục Hàng không, do khó khăn về đội máy bay nên các hãng phải điều chỉnh giảm cung ứng trên các đường bay nội địa. Đây là nguyên nhân khiến thị trường nội địa giảm so với cùng kỳ 2023 và 2019. Tuy nhiên, các hãng vẫn duy trì mạng đường bay nội địa với 50 đường bay kết nối Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và 20 cảng hàng không trên cả nước. Hệ số sử dụng ghế trên các đường bay nội địa về cơ bản được duy trì ở mức trên 80% và các đường bay quốc tế ở mức trên 70%. Từ ngày 1 tháng 8 tới, quy định về tách thừa chuyển nhượng bất động sản sẽ có hiệu lực với nhiều điểm mới. Chính vì vậy, các chuyên gia lưu ý khách hàng cần cẩn trọng khi mua đất nền phân lô. Thống kê của Bộ Xây dựng cho biết, đến tháng 12 năm 2023, toàn quốc có 902 đô thị, trong đó có 2 đô thị loại đặc biệt, 22 đô thị loại 1, 36 đô thị loại 2, 45 đô thị loại 3, 95 đô thị loại 4 và 702 đô thị loại 5. Quy định mới không cho phân lô bán nền tại 105 thành phố thị xã, tăng thêm 81 địa phương so với quy định hiện hành. Chính vì vậy, các chuyên gia khuyến nghị, để không bị lừa, người dân nên tìm hiểu kỹ về pháp lý, bảo đảm việc chắc chắn lô đất đó sẽ có sổ đỏ và không dính tranh chấp. Người mua đất chỉ mua đất khi đã có sổ đỏ, có thổ cư và kiểm tra, phù hợp với quy hoạch xây dựng, nhất là ở các tỉnh thành. Khách hàng cần xem xét kỹ thêm đất có phù hợp quy hoạch xây dựng hay không. Ngoài ra, mua đất sổ đỏ chung được khuyến nghị là điều tối kỵ trong bất động sản bởi nhiều vấn đề rắc rối nếu xảy ra tranh chấp. Thực tế cho thấy những tranh chấp gần như khó có thể giải quyết được triệt để. Để kiểm tra pháp lý lô đất, người mua có thể đến các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để nhờ hỗ trợ như Văn phòng Đăng ký Đất đai, Phòng Tài nguyên Môi trường, Ủy ban Nhân dân xã. Bên cạnh đó, khách hàng có thể kiểm tra thông tin thông qua ngân hàng xem lô đất có bị thế chấp, cầm cố hay chưa.